thất Nha Trang 20XQ xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Siêu thị nội thất Nha Trang ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10, tưng bừng khai trương với nhiều gói ưu đãi tri ân khách hàng. Mời tất cả quý khách hàng tham quan mua sắm những nội thất sang trọng, chất lượng để làm đẹp thêm cho ngôi nhà của mình. Ngày hôm nay vào lúc 17:30 diễn ra chính thức chương trình khai trương với chương trình đặc sắc. Mời tất cả quý khách hàng cùng đến tham dự, tham quan và mua sắm. Chương trình khuyến mãi, khai trương vàng nhận ngàn ưu đãi, nhận quà tặng lên đến 15 triệu đồng. Tặng ngay một mũ bảo hiểm chính hãng khi check-in tại showroom. Giảm giá 10% tất cả các sản phẩm. Hóa đơn trên 10 triệu đồng, tặng ngay vali du lịch trị giá 700.000 đồng. Hóa đơn trên 50 triệu đồng, tặng nồi chiên không dầu. Hóa đơn trên 100 triệu đồng, tặng quạt nước hoặc máy ép trái cây trị giá 5 triệu đồng. Hóa đơn trên 150 triệu, tặng một máy giặt Toshiba trị giá 8 triệu đồng. Hóa đơn trên 200 triệu đồng, tặng một máy giặt sấy Candy trị giá 15 triệu đồng. Và là một đơn vị nội thất của tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi cũng muốn rằng đem hết tất cả tâm huyết của chúng tôi để phục vụ cho toàn bộ khách của tỉnh Khánh Hòa mình, và mong muốn rằng sẽ là một đơn vị đi đầu trong ngành nội thất trong tỉnh. Mong rằng nhận được những lời chúc của các cả quý khách ở đây để chúng tôi có thêm động lực và có thêm năng lượng để phục vụ quý khách một cách tốt nhất. We love.